Thay vì các doanh nghiệp chây ì nộp thuế phải nộp mức phạt là 0,03% ngày theo quy định tại dự thảo luật quản lý thuế, thì sắp tới mức phạt này sẽ tăng lên thành 0,04% ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có đề xuất lên Quốc hội nâng mức phạt đối với các doanh nghiệp chây ì nộp thuế lên 0,04% ngày. Theo cơ quan này, mức phạt 0,03% ngày đối với doanh nghiệp chậm nộp thuế theo dự thảo luật sửa đổi về quản lý thuế nêu ra trước đó thấp hơn mức lãi suất hiện hành của các ngân hàng thương mại. Do vậy, không đủ răn đe các đối tượng này. Việc đề xuất nâng mức phạt nêu trên nhằm răn đe và hạn chế tình trạng doanh nghiệp chây ì nộp thuế. Ngoài đề xuất về mức phạt doanh nghiệp chậm nộp thuế, phía ủy ban cũng kiến nghị không nên đưa nội dung xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp nhà nước vào quy định trong luật.